Thì ra mày là người dẫn nên tất cả mọi chuyện. Ông Phương là người nhát ma tao. Ổng chỉ là một thằng bác sĩ dởm. Đúng. Ổng chỉ là một diễn viên mà tao thuê để dọa mày. Alo. Anh làm bác sĩ tâm lý cũng ra dáng đấy nhỉ? Cũng thường thôi à. Em sẽ đưa chìa khóa nhà cho anh. Được được. Nhưng mà tại sao? Bởi vì mày không xứng đáng với anh Hiệu. Anh Hiệu thì liên quan gì tới chuyện này? Yo. Ê, thôi, tao mệt quá. Đi đi, nghỉ chơi nữa ha. Uống nha. Uống nhiều nha. Anh có bài tập đó. Mà phải xin nhiều chữ ký của bạn bè em để bài tập được cao điểm đó. Ký cho mẹ. Bài tập hả? Ừ. Được rồi. Để anh ký giải cho em nha. Không ký, anh chỉ cần ký vô đây thôi. Anh ký thôi hả? Ừ. Đúng rồi. Đẹp giỏi không? Quá. Rồi uống nè, uống nha, uống nha. Uống nha. Yeah. Oh. Hay là mày đã lừa anh Hiệu để lấy căn nhà này đúng không? Nhưng mà tao